Ôi giời ơi, giờ này mấy giờ rồi nữa mà còn ngủ? Dậy nhanh lên. Ok, anh Minh, dậy, dậy đi. Anh nhìn này, áo em mới mua mẹ anh giặt đầy bột giặt đây này. Thôi, em giặt lại mà mặc gì đâu. Cái gì cơ? Cái áo như này rồi em bảo là sao mà giặt lại mà mặc được nữa? Dậy đi. Thì hỏng rồi thì mua cái khác. Sao cứ phải ầm ĩ lên nhở? Để cho mẹ ngủ. Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, tự nhiên anh đón bà lên làm gì? Đã không làm được cái đích sự gì là còn toàn phá thôi. Thì mẹ già rồi, mẹ ở dưới quê một mình. Chẳng lẽ anh lại để mẹ ở dưới đấy à? Mẹ lên đây chơi thì em không nói làm gì, nhưng mà mẹ không thể ở đây mãi được. Em không thể nào sống được cái cảnh sống chung mẹ chồng như này được. Anh không nói nhiều với em nữa đâu nhá. Anh quyết định rồi, mẹ sẽ ở đây với cả chúng mình. Em nên tập làm quen dần đi là vừa. Anh, hay là mình mua thêm một căn nhà nữa đi. Vợ chồng mình ở riêng, con mẹ ở căn này. Không được. Bây giờ anh chỉ có mỗi mình mẹ thôi, mà anh không muốn mẹ vất vả nữa. Cái gì? Anh muốn vợ anh phải khổ à? Thôi nào vợ yêu, anh cũng đâu muốn em khổ đâu. Để anh tính nhá. Mà em với mẹ cũng nên làm hòa với nhau đi, anh mệt mỏi lắm rồi đấy. Mà thôi, em đi ra ngoài đi, cho anh ngủ. Giờ này còn ngủ cái gì nữa? Chồng mới chạm con, không được cái sự gì cả. Cái kiểu gì thế hả? Bình thường mà mẹ. Bây giờ công ty con ai chả mặc thế này à? Đến cơ quan mà ăn mặc hở hang như thế này à? Đi vào thay ngay, thay ra luôn. Sao mẹ cổ hủ thế nhở? Bây giờ thời đại nào rồi? Thế kỷ 21 rồi đấy ạ. Thế kỷ nào thì cũng như nhau cả thôi. Đến cơ quan thì phải ăn mặc lịch sự, đàng hoàng. Thế ý mẹ nói là con mặc thế này không lịch sự á? Thế bây giờ cô lại còn định ngồi đây để cãi lý với tôi có phải không? Mẹ quá đáng vừa vừa thôi ạ. Con mặc thế nào liên quan gì đến mẹ? Cô láo ghê nhỉ? Bố mẹ cô không dạy được cô thì bây giờ để tôi dạy lại cô từ đầu đến đuôi nhá. Cô, mẹ đừng có chỉ tay vào mặt con. Mẹ nói con như thế nào cũng được, chứ đừng có động vào bố mẹ con. Bố mẹ con họ là doanh nhân kiếm được tiền, chứ không phải như mẹ của nhà ăn bám vào chồng con đâu. Ôi trời đất ơi, làng nước ơi, sao cái số tôi nó lại khổ thế này chứ này. Thằng con trai thì nó vô phúc nó lấy phải cái đứa mất dạy này. Mẹ cả vợ con làm gì mà sáng ngày ra ầm ĩ lên như thế? Mẹ anh lúc nào chả có với em. Đấy, mày xem đi. Mày nhìn lại cái con vợ mày xem. Nó đến cơ quan mà nó ăn mắc hơ hàng như thế này thì người ta chửi chứ chứ còn gì nữa hả? Kìa mẹ, đây là mốt thời trang bây giờ, chứ có cái gì đâu. Em đi làm đi. Cái này, cô nói cái gì? Cô nói cái gì đó hả? Con không nói gì ạ. Con chào mẹ. Em chào anh yêu. Mẹ, mỗi người nhìn nhau một câu có được không? Mày ý, mày nhu nhược như thế này rồi không dạy được con vợ mày đâu. Thì nó trèo lên đầu lên cổ mày thôi con ạ. À, kìa mẹ, cô ấy là vợ con, mẹ là mẹ của con. Con không muốn ai bị tổn thương cả. Thôi được rồi, con sẽ dạy bảo cô ấy dần dần mẹ nhá. Thôi, mẹ ở nhà, con đi làm đấy ạ. Rồi ạ. Con chào mẹ. Theo em thống kê được ấy, thì doanh thu năm 2019 này có vẻ đang bất ổn. Thế cho nên là trong thời gian này em quyết định là cắt giảm bớt một số công nhân để cho công ty mình tiện đà để phát triển. Thì theo ý chị thì chị thấy thế nào? Chị thấy cũng được. Ai đấy? Vào đi. Linh à?
Hôm nay có việc gì mà đến tận công ty chị thế? Chị ơi, em muốn chuyển ra ở riêng quá rồi. Mà ông Minh chồng em nhất quyết không cho. Mà em không thể nào sống chung được cái cảnh sống chung mẹ chồng này được. Chị phải giúp em đi chứ. Mình nó làm như thế là đúng rồi đấy. Bây giờ Minh là con một, mà em về làm dâu thì phải phục dưỡng mẹ là điều bình thường mà. Em nên thông cảm cho Minh đi. Em cũng thông cảm, nhưng mà thông cảm phát chán rồi đấy chứ chị. Bà ấy thì tính tình cục cằn khó chịu, khó ưa khó chiều. Em đến phát chán với bà ấy rồi ấy. Em ghét mẹ chồng em lắm à? Thôi đừng có nhắc đến bà ta nữa. Chỉ cần nhìn mặt bà ta thôi là em đã không thể chịu được rồi. Thôi được rồi, chị có cách này giúp em đây. Vâng, chị có cách gì đấy? Nhưng mà không biết là em có dám làm hay không. Vâng, thế cách gì hả chị? Chị có cách nào mà làm cho bà ta im? À không, chết luôn đi cũng được. Em thay đổi nhiều quá rồi đấy Linh ạ. Thế chị có giúp em không? Thôi được rồi. Minh, mày xuống hầm xe lấy cho chị ít thuốc lên đây nhá. Thuốc chị để trong cốp ấy. Ok. Mà thuốc gì đấy hả chị? Đừng bảo là chị cho em thuốc độc để đầu độc bà ta đấy nhá. Thì đấy chẳng phải là điều em muốn hay sao? À thì em nói thế thôi, chứ em nào dám. Để giải quyết việc này cho em ấy thì chỉ có cách đấy thôi. Nhưng mà yên tâm đi, không bị phát hiện được đâu mà. Chị dùng cái thuốc này làm gì đấy chị? Chị có việc mà thôi, cứ ra ngoài làm việc trước đi nhá. Ok. Chào em gái chống cỏ. Ra đây chị bảo. Đây là một loại thuốc cực độc, nhưng mà em phải làm theo chị thì mới hiệu nghiệm được. Vâng, chị chỉ cho em cách đi. Chỉ cần không phải nghe bà la mắng hàng ngày là cái gì em cũng làm được ấy. Em mang thuốc này về hầm với cháo cho mẹ. Nhưng mà nên nhớ ấy, để thuốc này hiệu nghiệm thì cứ phải từ từ. Thì em phải chăm sóc mẹ chồng tử tế này. Nghe lời không được cãi lại thì mới có hiệu nghiệm được, biết chưa? Gì cơ? Phải chăm sóc bà ta? Trời ơi, em không làm được đâu. Nói chuyện bình thường với bà ta em còn thấy khó nữa là. Đây là bùa của dân tộc, để mẹ em không phát hiện ra ấy thì cứ phải từ từ. Mà uống hết thuốc này thì em sẽ không cảm thấy khó chịu khi gặp mẹ chồng của em nữa. Vâng, thôi được rồi, thì em sẽ mang thuốc về. Chị làm việc đi nhá. Mong là thuốc của chị sẽ hiệu nghiệm. Vậy em cầm thuốc về trước nhá. Ừ, cầm về luôn đi. Cảm ơn chị nhá. Về cẩn thận nhá. Sao mẹ không vào trong nhà mà ngủ? Mẹ nằm đây làm gì? Thôi, cô không phải nói. Tôi vừa lau nhà lau cửa, vừa giặt một đống quần áo xong đấy. Thôi bây giờ thì tôi đi nấu cơm. Thôi, mẹ mệt thì mẹ cứ ngủ đi, con đi nấu cơm cho nhá. Thôi, tôi không dám. Không thì cô lại bảo tôi ăn bám. Không ạ, ai dám bảo mẹ ăn bám đâu. Mẹ cứ nghỉ đi, để con chạy vào con nấu cơm cho. Quái lạ, hôm nay lại thay đổi tính đổi nết thế. Cứ như là ăn phải bùa mà. Mẹ, mẹ có đói không? Ừ, mẹ đói lắm đúng không? Con biết mà, buổi tối con để ý thấy mẹ ăn ít, biết mẹ đói. À, con đã nấu riêng một bát cháo dành cho mẹ rồi. Con mất cả tối mới nấu được đấy. Đây, cháo ngon lắm. Mẹ ăn đi cho nóng nhá. Liệu tôi ăn bát cháo này xong, ngày mai cô có nói là tôi ăn bám không đấy chứ? Con xin lỗi mẹ, từ giờ con hứa sẽ ngoan. Con không nói thế với mẹ đâu. Mẹ ăn đi mẹ. À, để con bóp vai cho mẹ nhá. Mẹ ăn nhiều vào nhá. Ui, mùi gì thơm thế. Còn bóp vai cho nhau này, tình cảm quá. Bữa nay mà vợ ơi, cháo ở đâu đấy? Cháo gì mà bác? Thôi cơ, anh này. Cháo nấu riêng cho mẹ đấy. Anh thích á, mai nấu một nồi cho mẹ ăn. Còn cháo này chỉ để mẹ ăn thôi.
Vâng, biết rồi. Quý hóa nhau quá cơ. Tôi cảm thấy rằng là tôi ở trong cái căn nhà này, tôi bị lạc lõng giữa dòng đời. Mẹ chồng con dâu như thế này có tình cảm ấy. Em đã bảo em nấu riêng cho mẹ rồi mà. Anh nhỉ. Mẹ ăn hết đi ạ. À? Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Linh muốn giới thiệu các bạn một chiếc loa mini. Vâng, chiếc loa mini tuy là hình dáng bé này thôi nhưng mà âm thanh thì chắc chắn là không có chiếc loa nào bằng đâu. Nếu các bạn muốn đặt mua hàng thì hãy để lại số điện thoại ở dưới comment hoặc là inbox cho Linh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Con ơi, làm việc ít thôi. Làm ở cơ quan rồi về nhà lại còn làm thêm nữa. Nghỉ ngơi đi. Thì buổi tối con định làm thêm một chút mà mẹ. Con này, mẹ gửi mua ở tận bên Dubai một ít hoa nhị nghệ Tây nhá. Mẹ hãm một cái phích này cho con. Con chịu khó con uống đi cho da rẻ và đẹp. Khỏe lắm. Dạ, thế con cảm ơn mẹ ạ. Con mẹ cứ vào nghỉ trước đi. Con xong con cũng vào đây luôn đây. Nhớ nhá, nghỉ ngay đi nhá. Dạ. Làm gì thì làm phải giữ gìn sức khỏe chứ con. Con cảm ơn mẹ nhá. Cô An ơi, cô có nhà không ạ? Cô Ngọc đây ạ. Cô vào đi đã. Vâng. Cô ơi, con thay tổ dân phố gửi cho cô cái giấy mời họp. Vâng ạ, tôi cảm ơn cô nhé. Mà dạo này sao nhìn cô có vẻ trẻ ra, còn xinh hơn nữa đấy. Này, nhờ con dâu tôi đấy. Ôi thế ạ? May quá, nhà tôi có phúc, lấy được cô con dâu về vừa hiền vừa ngoan, để rõ là xinh nữa chứ. Ôi dồi ôi, thế thì còn gì bằng à cô? Chị Ngọc sang chơi đấy ạ. Linh, hôm nay em lại vừa mua con gà, hay là chị ở đây ăn cơm với cả mẹ con em luôn nhá. Còn lại đi ăn cơm nhá. Dạ thôi, cháu ngồi đây với cô một tí thôi chứ cháu còn phải về nhà nấu cơm nữa. Thế thì chị ngồi đây chơi với mẹ em vào bếp một tí ạ. Ơ thế là thằng Minh nhà cô chưa về ạ? Chưa, hôm nào cũng về muộn thế đấy. Bao nhiêu việc là con dâu thì nó lo hết đi. Thế ạ? À thế cô thì cũng đến giờ cơm rồi thì cháu sang gửi cô cái giấy rồi cháu xin phép cháu về. Rồi, cô về nhá. Dạ vâng. À đây để tôi tiện cô. À, cháu cảm ơn ạ. Tôi chết rồi. Hết thuốc hết rồi. Thế là cái ngày kinh khủng đấy sắp đến à. Con không sao ạ. Ôi, mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Mẹ, tự dưng nghĩ thấy chóng mặt quá. Thôi, mẹ ngồi đây, mẹ ngồi xuống đây đi. Mà hay là mẹ vào trong nhà nghỉ đi. Ừ, thế con nấu cơm đi nhá. Thằng Minh nó sắp về rồi đấy. Vâng ạ. Con chào mẹ. Anh ơi, mẹ bị chóng mặt đấy. Hay là anh ở đây anh nhìn nồi cháo với cả đĩa mẹ cho em. Em chạy xuống nhà em mua thuốc rồi em mang lên luôn. Thế em đi nhá. Con ơi, không đi, không phải đi đâu. Không, không, mẹ con sao đâu. Thôi mẹ đừng chủ quan như thế. Con xuống mua thuốc rồi con lên luôn. Con dâu của tôi lại vất vả cho nó rồi. Thôi rồi mẹ ơi, bây giờ con dìu mẹ vào phòng để mẹ nghỉ ngơi nhá. Chị Bi ơi, em không muốn mẹ em phải chết đâu. Có thật là em muốn như vậy không? Dạ em hối hận rồi chị ạ. Chị cho em thuốc giải độc đi, em sẽ không làm như thế với mẹ em nữa đâu chị ạ. Thật ra ấy, cái thuốc mà chị đưa cho mẹ em uống không phải là thuốc độc đâu. Thuốc độc chính là trong đầu của em đấy. Thuốc của chị đưa tuy mẹ em uống nhưng mà nó lại tẩy được chất độc trong đầu của em đấy. Thế là mẹ em không sao hả chị? Sao mẹ em vẫn thấy choáng váng ạ? Thôi đứng lên đi đã. Cái trời này nắng như thế này, chạy từ trong điều hòa ra thì chả hấp nhiệt, chả không choáng mới là lạ đấy. Anh chị nói thật không ạ? Thật. Em nên nhớ, ở đời đối xử với người ta như thế nào thì người ta cũng đối xử lại với mình như thế thôi. Chị ơi,
Thế em cảm ơn chị nhá. Em yêu chị lắm. Em cảm ơn anh chị. Thôi về với mẹ chồng đi ạ. Em về đi ạ. Đi về đi. Bùm. Chúng cỏ. Sao cái Linh nó bảo đi mua thuốc cho mẹ mà lâu lâu về thế nhỉ? Mẹ để con gọi điện. Mẹ ơi. Con về rồi ạ. Con xin lỗi. Con sẽ không làm như thế nữa đâu. Mẹ đừng bỏ chúng con nhá. Cái con bé này hôm nay làm sao thế nhỉ? Thôi, không phải khóc lóc cái gì cả. Hôm nay nhá, đích thân người đàn ông của năm đã vào bếp nấu một bữa ăn hoành tráng cho hai mẹ con. Mời hai mẹ con ra thưởng thức. Đi mẹ. Thôi, mẹ con mình ra quán, mẹ sẽ chiêu đãi con ăn một món đặc sản ngon nhất. Chứ cơm của Đường Minh nó nấu thì mẹ con mình không nuốt được nổi đâu. Đi. Mẹ ơi, thôi nhưng mà con mất công nấu rồi ạ. Hai mẹ con ra thưởng thức. Mẹ con tôi đi ăn đặc sản, còn anh ấy ở nhà ăn hết cái chỗ cơm anh nấu đi. Không được. Đi con. Đi. Mẹ ơi. Ây giời ơi, đợi con với. Xin chào tất cả các bạn. Nhóm mình là nhóm Nàng Dâu Online. Và đây là thành viên nhóm mình. Có Mr. Minh Dâu. Và đây là Miss Khánh Linh. Mình là Chỉ Đại. Còn mình, Minh Coca. Mọi người nhớ like và subscribe kênh Nàng Dâu Online để đón xem những cái sản phẩm mới nhất của chúng mình nhá. Và đừng quên để lại bình luận nếu các bạn thích. Nếu các bạn thích. Chịu. Chật. Bye bye, tạm biệt mọi người.